Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Trước khi các bạn coi và các bạn bình luận, các bạn coi là hình cũ nha. Bây giờ mình quay sơ cái này còn xưa, mình sẽ quay tác phẩm lúc cũ, lúc chưa sửa cho các bạn coi nha. Đúng ra sẽ ok hơn, nhưng mà tại vì con này có đầu đen, vì xong xuôi giờ cuối xong xuôi đòi đổi là thành màu, cho nên rất cực nha các bạn. Làm chiều theo ý khách. Bây giờ ra thành tác phẩm mới hoàn toàn. Chỉ đèn tan từ từ. Đây là hình cổ đối bùn. Hình này là không sử dụng được cái gì vậy. Bây giờ người ta chén này. Tô đen. Con chén ra đâu. Để em xuống được vào, em sắp đi. Để em xài cũng được thôi. Cũng xuống tới đây rồi sống gì nữa. Mặt sau còn trắng này thôi. Đây là hình khách đi cover nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa mấy hình như vậy nha. Để điều chỉnh nha các bạn. Mình không có quay mặt khách nha các bạn, cho nên các bạn thông cảm nha. Đây là tác phẩm cover nha các bạn. Dưới tác phẩm này còn một hình hư đang nó cả một cánh tay luôn nha. Này mới cover được 70% thôi các bạn. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Thank you.
mày còn sợ. Ok. Lơ nó chặt. Hình này đang thui nha bạn. Nhìn cái tay đang thui rồi. Sử rất là chặt. Người ta xăm chỗ khác 3-4 lần. Rồi cũng sửa tô đen luôn cái tay luôn. Tới đây mình cứu là thành cái tay mới nha. Bạn muốn coi chút xíu mình sẽ xong xuôi. Mình sẽ quay tác phẩm hoàn thiện cho các bạn coi nha. Số lông hai là địa chỉ của tiệm nhé bạn. Bài mèo thích của anh rất phần đâu có nhận nha. Phải xăm không tê nhé bạn. Đây là cái gì? Để tìm lại cái này cho nó nhiều người, người ta tưởng mình có tiền hiểu không? Vỡ thầy đưa cho em một sóc trăm này nè, trăm bao nhiêu? Trăm ngàn á, 50 tờ, 40 tờ á, không quá. Sao mà đi mua điện thoại mà tới kỳ hạn mà trả góp à? Mua 10 à, đi đổi năm rồi. Đổi cho tầm 1.000 chứ từ 1.000 em nhiều lắm. Cho mấy ông nhân viên đếm. Không biết nào mua điện thoại mình ra mình đổi hết một lần nha. Mua vài clip ra nữa. Đông rồi đó. Rồi mình đang phòng đổi. Phải đi mua rồi. Đổi 2.000 thôi nó khóc rồi. Đừng ngon không? Đếm chết luôn á, mà cụ cũ vô giò cho nó nát nữa cho nó khỏi bỏ mấy đếm tiền. Mình bấm clip nó hùng quá nó điếm luôn. Vô lại chữa. Là sau cái clip đó lên. Thôi mình sắp nguyên cái San Tuna đây. Hỏi San Tuna sắp đi. Đi vali á. Quả vali kéo đi. Không bỏ bịch rớt cái này, xách đi nha. Đừng cầm dùng tiền vào trên điện thoại mua mấy cái. Không, mày muốn là đổi tiền đó, anh phải bỏ nó xin ai, xách đi, xuống xuôi bỏ phòng mẹ. Còn mẹ, nhắn vô thế giới di động mua. Để cấp cấp cấp. Anh về tiếp à? Cũng vậy nó qua làm cầu thang với lại toilet này là cầu thang này mà à cái ngoài rìa quá. Nó biết nữa. Toilet này nó đập lại làm lại. Người dân kiểu quá vậy chứ không phải là gì. Hôm nay mà cho nó coi quản lý như không, ta lấy giống cho sao? Vừa xạo mà vừa ngủ mà vừa không có coi không có trách nhiệm gì. Cho nó coi đủ mà người ta vinh đồ phòng ta đi nó hết luôn. Nè không ăn ra nè. Kiểm soát cái nhà vô đó vừa thấy con người. Ở mà không ở nhà người ta mà không có trách nhiệm. Thầy đã cảnh cáo rồi là mai mốt là không có chuyện rồi là không lên đường là không có cách gì đâu. Nếu có tại bị luôn nha. Không, mình chưa thấy bị sa thải. Ở cái thầy là không có tại bị đâu. Cố gắng hơn là ở cái xong rồi. Ừ, vậy mà rồi ở trong mấy năm. Nãy nó ở luôn. Quên ví dụ ở luôn đi. Đang qua khỏi thầy thì thầy có thương nó mấy cái. Đúng không? Đúng. Thầy này sầu gớm. Bảo mày rồi. Đó chứ, gặp qua thầy kia làm trò làm thầy thương ít. Nó hỏi. Nó hỏi cho biết thầy có thương sao. Tao sợ chết. Nó vô nuôi bệnh tao á đạp. Rồi đi đúng rồi. Cho nó tiền nha, trong đó cho nó tiền nó xài nhận dắt con gái rồi nó đi ăn cơm. Nó hỏi sao mày không mua cho tao, nó thầy ăn cái được đâu mua chi. Nói thẳng luôn á. Điện dịch đồ à, nói sao cho vui đồng này à, thầy bệnh bác sĩ dặn không được ăn gì đó. Nó nói thầy bệnh thì ăn gì ăn chi. Đó là câu hồ bà nghe coi
nó theo kiểu mất dạy chứ không phải. Ồn luôn cái tầng tối nhảy nhảy là tự như con nhỏ nó đẹp con nhỏ già hết rồi. Nó với gù của nó với gù của anh đi chen nha. Con nhỏ nó lớn hơn nhã rồi thôi. Lớn hơn gù với bằng tao. Ghê ghê mày. Nhỏ khó chịu lắm. Phòng dung với chung phòng khó chịu lắm. Dạ. Cô. Thôi ba giọt thôi. Mất dạy cái chỗ mà ngồi nó hỏi ta ông bệnh nó mang cái gì. Không tin được luôn á. Sao trên nó mày có tụng kinh sao mới mày. Là đánh nó mày chưa sợ kinh gì mà sợ. Thằng bán hủ tiếu nó ghê lắm nha. Quá hủ tiếu. Mày đừng nhiều nó bò với mày. Đi kim máy à? Kim 5 nó đó nó để cái gì? Kim đi kim máy. Mày làm hết rồi lắm. Tả cơ mà còn tả đó tả ở đi xong thầy với thầy là cả gì là ngon chứ con ghê là gì con ghê không phải à trong con cá rồi hả mới mà mới à. Ta dưới trong mỏ mình có mà. Dạ. Yeah.
mượn thấy con cá là đồ bự luôn. Đụng đâu cũng đau, hỏi nhảy. Cái giường gì vậy thầy? Cái đó phẩm không? Mất hình cũ hết trơn. Như cái tay này đem phải lùi hết luôn. Bây giờ lên tươi không? Ở đây sửa là lên tác phẩm mới nữa các bạn. Đầu đi đâu vậy nhỉ? Đi ăn tiệc hả? Ngủ hả? Cũng được đầu nó ngủ mà cũng được đầu nữa. Có ngủ không? Thích đi. Con được thôi, phải làm những ra là đứng như Phật. Vậy vậy đây giảm gì cứ xong gì nào xong thì ra mới rồi. Biết mày
một lần rồi nó hết giống như xanh bậy. Biết anh đập nó chết luôn tao không biết về lớn nhau rồi còn tôi ăn đã không quên tao chưa không đủ rồi đâu bây chưa là gì đó rồi ra đi ngang ba rồi ok nữa không làm gì nó quấy nhau xong rồi nói là kêu giỡn 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 nha cầm kéo đâm rồi không làm gì đúng quá mày đạp ai không là tao với mày cứ kêu là phòng nổi rồi tao cứ cầm kéo tao đâm rồi kêu là tao ai kêu bún trứng giới rồi nói chuyện vậy nói chuyện tối nha lúc nào là tôi đi ngang qua không rồi đạp là tới cái tụi tôi lại vậy ngủ bữa thôi nương phòng thủ anh đóng cái đó trước phòng thủ đi chụp chết ra ngoài đường là tháng nào mình nhìn ảnh là phải dần nào mà cũng không đủ. Ôi, chưa có anh chứ. Nãy em cầm kéo anh đâm nó đập phòng thủ á. Ra công anh quý mình chơi xuống thú. Vậy sao quýnh hết trời. Phòng thủ à. Đó, phòng thủ. Đi ra đường hoàng là nhiều nước nước. Để phát hành đẩy tới nổi rồi. Con ngủ á. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Trước khi các bạn coi và các bạn bình luận, các bạn coi là hình cũ nha. Bây giờ mình quay sơ cái này còn xưa, mình sẽ quay tác phẩm lúc cũ, lúc chưa sửa cho các bạn coi nha. Đúng ra sẽ ok hơn, nhưng mà tại vì con này có đầu đen rồi xong xuôi giờ cuối xuôi đòi đổi là thành màu, cho nên rất cực nha các bạn. Làm chìa theo ý khách. Đó. Bây giờ ra thành tác phẩm mới hoàn toàn. Chỉ đèn đi, mang từ từ. Đây là hình cũ nha các bạn. Đây. Đó. Hình cũ nó bị hư. Từ từ thôi con. Đừng đắm thôi. Đó. Hình lúc chưa sửa nha các bạn. Cũng cái áo đó luôn. Cũng bộ đồ luôn. Tại vì cái áo này nó mới quấn thuốc tê được chứ mấy áo kia nó bích chịch à, không làm được. Cô ấy xăm không tê luôn nha các bạn. Hình cũ nè, các bạn nhìn thấy quải không? Đó, rồi mặt lên không? Đó. Đen hết nguyên một cái tay luôn nha các bạn. Đen hết nguyên một cái tay, mặt ngoài mặt trong luôn nha. Không còn chỗ nào hết. Sau khi cover hai lần, màu lên nước là tươi. Đây là tay lúc này lành rồi nha các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Lúc này lành rồi, nhưng mà bây giờ tại vì đau quá cho nên chưa nhấn trắng được nha các bạn. Hiện lên tác phẩm mới hoàn toàn hết. Không thấy hình cũ nha. Bước gần bước chút xíu. Rồi xe ra xuôi lưng chút xíu. Giở tay ra. Từ. Không như bạc. Lộp y cũng mấy. Bạo lực quá. Thì nó đắp thẩm mớt hoàn toàn nha. Hầu như không thấy được hình cũ luôn. Cho mình một cái gì nha các bạn. Đúng ra là cái đỏ nhưng mà cô ấy đòi yêu cầu màu đen. Nó hầu đứng nửa chừng cũng xui là đòi vô màu. Năm nay rất là cực. Cuối cùng phải sửa là theo ý của khách. Vô được màu vàng thôi. Nếu ngay lúc đầu giao luôn cho thợ luôn quýnh là ok rồi. Nhưng mà nói chung là giờ cũng từ giả hình cũ rồi. Mất hình cũ hết hoàn toàn. Hình cũ không thấy nữa. Ưng ý không?
rất đẹp. Rất đẹp đúng không? Mất hình cũ chưa? Mất. Mất hình cũ. Và cô ấy sửa hết nguyên người luôn nha các bạn. Đây là mới sửa lên tay, đứng yên đi quặn quặn ghiếc nha. Xay ghiếc thì cứ chóng mặt luôn. Đó, bây giờ cô ấy đứng yên nè, mình quay bao quái cho các bạn coi nha. Đó. Bố cục nó hiện hết nha các bạn. Hình này cũng đã lành rồi nha. Đây là quay lại kiểm tra và test nhẹ. Những giò đào quá, xay ra xay lên. Xay lên, từ từ thôi, xay nhanh quá, bạo lực quá. Biêu biêu. Trời ơi, dám con kêu tôi lên trời. Anh cứ xe xuống lên đi. Để. Bà không ngồi yên được đâu. Yên được. Úc mình nho lành hết luôn nha các bạn. Đây là lành nha. Mình lợi màu rất là tươi, lành hết trơn nha. Không có miếng mài nha các bạn. Và mực rất là tươi nha. Mực tươi lắm, rất luôn hình cũ nha các bạn. Đây là lành hết nè. Và dưới là con bật qua cái chỗ đó nó lồng cái mô bàn tay á. Mô bàn tay á. Đó, mô bàn tay là đen thùng lùn nha các bạn. Đen hết luôn cái lô bàn tay. Và mô bàn tay hiện ra hình mới luôn. To. Rất là tươi nha. Trong này là cái gì? Trong đó hả, là người ta tô đen sóng biển. Cho nó hiện sóng biển lên đó. Anh ngờ là hiện tô thành đen thùng lùi cái tay luôn. Ồ não. Khó cơ rồi kìa, khó cơ rồi. Cái đó là sửa mấy lần rồi? Tay đã sửa mấy lần? 3 lần hả? Mấy lần? 3 lần. 3 lần hả? Là tô đen hết không? Sao lượt đó không tô đen luôn, đi đi nó xuống đây sửa gì nghe tác phẩm đó. Hả? Có người ta kêu là hết cứu được tô đen cái tay không? Rất là tươi nha các bạn, màu rất là tươi. Cô này cũng không đứng yên được cho nên mình mình quay cũng nhức đầu. Mất hết lên to. Đó, hình cũ nè, hình cũ đen thùng lùn. Chưa. Chả tiền quay. Chả tiền quay hả? Chả là hình cũ lấy không? Bật qua hình khác hơn hả? Dạ, đốt thêm cô đây. Tính hầu anh đi. Trong nách à? Rồi. Đấy, cái này mặt trong này ha. Cũng đen thùng lùn hết luôn. Mình lấy gần cho các bạn coi. Đó. Trời, trời thêm vô cũng được. Đen hết luôn nha các bạn. Không có chỗ nào trắng hết. Đen. Thôi. Lúc này là mình vẽ hình nha các bạn, phát thảo. Các bạn nhìn vô thấy đen thui lùi không? Rất là khó sửa. Sau khi cô vừa xong xuôi là mất luôn hình cũ hoàn toàn. Xem không? Mất cái hình cũ. Về bước mình sớm chút xíu, tôi bước tới một bước. Rồi, thả tay bình thường. Đó, mà rất là tươi nha. Con bẻ, đó, nè, nè. Nè, con bẻ tay lên chút xíu cho thấy sao đó là đúng rồi đó. Rồi, là cái mặt dưới từ từ. Mất hết. Xây luôn, xây luôn, xây xây nhẹ từ từ qua. Xoay người á, xoay người, xoay người, rồi. Ưng ý không? Ưng ý. Ưng ý đúng không? Rất đẹp. Còn cái chân cũng đang sửa nha các bạn. Cái chân này cũng đang sửa nha. Đó. Chân này sửa xong xuôi nè. Người ta cũng tô đen hết luôn cái chân nha các bạn. Nhưng mà sao rồi, cô vơ sửa lên mất luôn nè. Đó. Ngày mai bắt đầu tiến hành làm cái chân tiếp. Chân này lúc này là lành rồi nè. Đó, màu lên rất là tươi nha. Đó. Có mẫu chân nữa. Con coi cầm cái này. Cầm cái này, cầm máy cho thầy. Theo đợi thầy bật cái mẫu chân cho thầy. Không ai làm chân được, thầy có biết. Mốt, thả chân xuống.
còn nhiều lắm. Quay qua, quay ra. Không phải, ý ông nói khúc dưới nó đau là khúc trên có một miếng à. Còn nhiều lắm. Để lấy mẫu chân này nè. Đây. Cái mẫu cái chân đây. Chân cũng giống cái tay à. Cái chân cũng tôi đây. Chân cũng vậy luôn. Đây cái chân này. Đó. Màu đen hết cái chân. Tại vì mình thích màu đen nên mình làm màu đen. Hết màu đen cho nên bữa hổm mới hại vậy. Đó, tao giỏi chân lên coi thôi. Đó, chân bây giờ sửa cũng lành rồi nha các bạn. Đợi đặt sao vô màu thêm lần nữa là ok. Đang tiến hành. Và bây giờ sau này sẽ sửa luôn cái tay luôn nha các bạn. Cái tay này cũng đang thu lùi, chuẩn bị sửa cái tay và sửa luôn sau lưng luôn nha. Sửa thành tác phẩm khác nha các bạn. Xe bên kia mới xong được cái tay thôi, từ từ sẽ xong hết. Da bảo cũng hiền, không bị sát thương. Địa chỉ đây nha các bạn, 32 Thích Văn Đức, phường 5 Phú Nhuận. Bạn nào thích thì cứ ghé thay xăm nha. Tới tận nơi nha các bạn, đừng điện thoại, mình không biết được hình bị hư như thế nào đâu, báo giá nha. Chưa, bây giờ chút xíu chụp hình nữa nè. Mình đẹp gái quá, khổ ghê. Con thoát ra ngoài, con ra ngoài ổ đê á. Ổ đê á. Đê á. Đê á, đê á, nhấp vô ổ đê là thấy nè. Rồi xuống kéo xuống một cái hình bị hư thôi. Đây. Rồi. Đó, hình bị hư là sau lưng nha các bạn. Nếu mình muốn coi lại rất là dễ. Đó, hình bị hư. Cũng cái áo luôn. Cũng cái áo huyền thoại luôn nha các bạn. Tại không có áo, có mặt có một cái. Sao đồ nhiều, nhưng mà không có cái áo giống vậy.